nói em nghe cái này đi. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Em thấy anh Long đẹp trai không? Anh Long đẹp trai quá trời luôn á. Ôi, tôi khổ rồi, hai đứa này mê trai nè. Đẹp trai chịu không nổi luôn á. Ngõ kỳ thời, con kiên mới leo dây. Anh ơi em vẫn chờ. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Bao lâu em cũng chờ. Mình gặp nhau đây, chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Ta yêu nhau thiết tha. Có không anh nói nha. Mẹ về nhà đang reo Thảo ơi. Hoàng hoàng con sẽ về. Sớm mai mình gieo đám mà. Như đôi tim số lòng. Mình gặp nhau đây chốn này nhờ sợi chỉ tơ thiếu dân. Ta yêu nhau thiết tha. Anh ơi hãy ráng chờ. Ra gì nhà ở cùng thôn cách nhau một dòng kinh nhỏ ngày hai buổi chung trên ruộng đồng cài cấy trước là sao quen rồi ngày lại ngày qua tình thâm thêm tình cùng tại nhan sắc dễ coi nết na đầm thắm để người ta trộm nhớ thương thầm. Thôi đi miệng lưỡi đàn ông con trai trăm người như một là... lúc mới tỏ tình nó đều tan tận mây xanh. Em ơi nghe lời chỉ chẳng qua muốn được bền lâu từ cái buổi ban sơ cho đến trăm năm đầu bạc. Công cây cưới công cài là ý của thần nóng bằng lòng. Đi em ra diễn anh đi cưới. Sao em là gì cưới được chưa? Mẹ ơi cưới gì mà gấp gáp dữ vậy hả anh? Trời ơi cưới vợ anh tết trên nôn quá rồi nè. Anh không sợ người ta chế nhạo á hả? Cưới nhau có gì đâu cưới nhạo em. Sợ gió bất lạnh lùng nên tụi nó dội thành luôn. Có không? Con nít đã nắng chưa no lo chưa tới. Đã sớm dương mang gái nở chớ à chồng. Thế nào á cũng đánh lộn gì và nắng à. Hàng xóm phải bận à lòng. Em ơi ai không hiểu không thương cười chê đành chịu. Miễn anh Long mà gật đầu, còn mình thì thiết giá thương nhau. Ờ, tôi đồng ý đó. Lâu rồi mà nghe anh xin cưới á, lòng em hồi hộp như mặt ướt đang yên, bỗng nhẹ nhàng gợn sóng. Em ơi, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Thì nói vậy chứ sao để em sao? Tính lại đã. Trời ơi em tính lại đi, anh nôn quá rồi nè. Cái gì cũng phải từ từ chứ anh. Mà ngoài đâu em ký nua ba trang bao lâu anh cũng chờ. Đã thương thì xin chớ vội duyên anh cưới liền. Lời đã trao ước hẹn còn đời thì chung sáng son. Ra duyên anh cưới em. Anh ơi hãy ráng chờ. Ra duyên anh cưới em. Anh ơi hãy ráng chờ. Ra duyên anh cưới ngài. Thầy cô, hát năm tới năm nay mà nghe nói cưới mà anh đâu có cưới đâu. Ra duyên cưới. Cưới nha. Xuồng máy đuôi tôm nhìn sóng nước tung tăng. Em cúi đầu e thẹn dòng cửa yêu thương thoáng. Mình hãy họ hẹn nay nối nhịp cầu duyên cho hai đứa xưng về.
có biết không, mấy em nhỏ ở cùng thôn chia vui nó hát. Nó hát mà nó hát sao vậy hả anh? Hát như vậy nè. Hát sao? Anh hai đi cưới chị ba, bưng đồ bưng trà mặc áo the thò. Ngày rằm rước họ đón dâu bằng chiếc ghe bầu gắn mái vàng. Đẹp không? Quê hương của mình đẹp làm sao á? Ôi yêu sao quê mình đồng xanh, cây trái tươi xanh, hoa lá reo đôi bờ, nói với nhau đón chờ mong đôi bạn trọn duyên. Xuân ơi xuân đang về, mừng xuân chim hót liêu lo, xuân ấm no hữu tình. Riêng có anh một mình xin chờ nữa. Vậy mà nãy giờ bàn chuyện cưới em khéo lựa lời bài vẽ thiệt hay gì đó. Em có biết không, mỗi bận gió bắt về tôi ngủ chim bao là anh thấy. Anh thấy sao? Anh thấy anh là cô dâu. Hả? Ý lộn, em là cô dâu còn anh là chú rể. Hết hồn à. Đã tỏ lòng nhau 3-4 năm nay, xin em hãy hiểu em ơi, cho ra riêng anh đặng lễ cao cầu. Thưa với mẹ, ra duyên anh cưới liền, một lời đã trao hẹn trọn đời thủy chung sắc son. Ra duyên anh cưới em, anh ơi hãy ráng chờ. Em ơi duyên bén duyên trôi, đợi chờ chi nữa cho đời mất vui. Cùng nhau họ Dương kinh sử chuốc đau, lại kinh ứng thế chiếm ngao đầu hiển vinh. Lưu Bình trà rượu thân, tan nhà nát cửa đến tìm bàn. Quân hầu, dạ. Ai đến tìm ta đó? Dạ, đó là kẻ ăn mày. Kẻ ăn mày đến tìm ta để làm gì? Lưu Bình đây, hiền đệ không nhớ anh sao? Ta không biết Lưu Bình nào cả. Nếu mình có đói, quân, dạ. Hãy dọn cho hắn một trái cà thiếu và một tô cơm hầm. Lễ ơi năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, hộp cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống tiết đông sang, tô lô mi lạnh cho hồ cầu mắt ngoài lúa gấm để cho mi yên tâm theo bề học dân, ta tặng cho mi riêng một thơ phòng. Giỏi. Biết mày tôi tin nấu sự, nay bản hộ danh đề mi vỗ cánh bay đi. Thưa thượng quan, thằng này đối với thượng quan chi tình chi nghĩa, nay nó tan nhà nát cửa buộc lòng thính hết đầu đến nhờ giả thượng quan. Hỏi ôi cây nghĩa kim bằng, mi chỉ đáng là trái cà thiêu và một tô. Hừ.
ơn nghĩa gì mà kể. Mi có giỏi á thì học đi, xem trí óc của mươi á có bị được với ta chăng. Còn cơm đó ăn hay không thì tùy ý mi. Ăn à, xin chào mi. Bởi Lưu Huynh ơi, lòng của đệ chỉ có đất trời dân gian. Đệ muốn nhờ trái cà thiếu và tô cơm hầm để gửi Lưu Huynh vào thừa công sân đình. Châu Long hiền thế, ta được như ngày nãy nhờ ơn tái tạo của Lưu Bình. Cô nhóm trong lòng của Lưu Huynh một quán hờn, vậy nàng hãy tay ta tặng cho người một tia hy vọng. Nếu Lưu Huynh ta mà được nàng chiều chuộng, ác sẽ dễ dàng lên tột đỉnh thang mây. Châu Long ơi, Tào Khang chi thế là đạo trọng, nhưng cái nghĩa kim đằng bằng tiền chi giáo mạc cả giống. Đầu làng có nàng dệt tơ bán phơ, quan cầm đầu làng có chàng ngồi bên án thờ. Tình ta ngồi a một lòng, rồi mai kinh sư đem sách. Tình ta ngồi a Bình ta đã danh đề bản hộ, có xứng được cùng ai kết nghĩa châu trăng. Ủa lã kìa, sao bụi bám cung tơ nhện của Loan Phòng. Tình mà ơn, tình mà nghĩa, nàng đi rồi ta cô độc trên đỉnh công. Suốt cuộc đời này làm sao Lưu Bình còn tìm được Châu Long. Còn Dương Lệ, Lệ ơi, ta sẽ gặp mi tại giữa công môn, ta sẽ mắng vào mắt mi cho hả giận. Đối với ta có khó gì giải tâm quay bản nhàn. Học hay không là do chi của Lưu Bình. Dừng kiệu lại đây, Dương Lễ, Dương Lễ đâu rồi? Dạ, kính chào Lưu Hiền Huynh. Còn ai, ai đang ngồi với ngươi đó? Kính Hiền Huynh, tiện nổi là Châu Long. Hả? Châu Tiểu Thơ, Châu Tiểu Thơ. Thưa Hiền Huynh, tiếp đích thì là Châu Long, dâng linh chồng cho Hiền Huynh năng học. Hiền Huynh có nhớ trong khi gần vui. Châu Tiểu Thơ, thiếp thường khuyên sớm khuyên trưa, chàng chưa thi đỗ thì chưa đóng phòng. Thôi ta đã hiểu rồi, Lưu Bình xin đê đầu bái tạ thâm tình của Dương Lễ và đại nghĩa Châu Long. Cho đến
rồi ta nhớ vầng trăng. Sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Cười lên đi, cười nữa đi, cho đất bằng chuyển động. Cười nữa đi, cho những hạt châu rơi rụng xuống. Tao đâu mà lạc bước đến phương này, ta muốn khóc nhưng sợ đời cho ta là kiếp nhược, ta muốn cười nhưng sợ họ gọi mình điên. Hãy đưa ta về chốn cung tiên, mượn dòng tay ngọc nữ cho thế nhân quên được nỗi ưu phiền. Đời quên hết nỗi đau thương, cười nhân thế nay trời mai đổi. Đâu đây khói lửa chưa tàn, thiếu ánh trăng vàng nên ta vẫn còn điên. Cái niềm vui làm cho vui vui phấn khởi hơn, thấy không? Tết này anh không thèm
bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết nay anh cũng chẳng chơi qua vì mỗi em cười. Sao nè? Chàng chứa cả dương xóm. Bà xa của anh ơi, hai lái gần đấy mà nghe anh hứa rằng Tết năm nay anh sẽ không ăn xài phung phí để mình khỏi phải buồn lo như những năm rồi. Thôi đi, ai mà tin. Sao vậy? Anh đã hứa biết bao lần. Có đâu. Sáng mùng một năm rồi á, cũng nghe anh hứa. Đến chiều mùng năm á, anh lại cầm ba. Mình ơi, có người mấy ai không có những phút ăn năn. Em hãy cho anh cơ hội, dù tội anh đã làm mà. Anh hứa Tết năm này nè, nhất quyết anh sẽ hồi tâm để được em khen anh là người chồng gương mẫu. Sao em thấy anh nói, em nói gì được không? Anh hứa giống như nhạc sĩ Quốc Dũng viết nhạc phẩm bài ca Tết cho em không? Ừ, y chang như vậy đó em à. Không, em không có tin đâu. Anh nói thiệt mà, tin anh đi Mai Phương Thảo. Nói thì nói vậy chứ anh à. Sao em? Tết à, thì phải có trái cây kiểu mứt và những bình hoa cho tươi đẹp trong điều này đấy em ơi. Mình phải chuẩn bị thiệt nhiều tiền lẻ. Dạ. Để em trao đến mừng túi ta lì xì. Em thấy về việc đốt pháo nhà nước cấm là chính xác. Đúng rồi. Vừa tốn tiền nè, lại dễ gây tai nạn cho người ta. Chứ sao? Còn điều này nữa, anh phải hứa với em. Điều gì nữa vậy em? Anh không được đánh bài để cầm xe như năm trước nữa. Mọi người cực khổ mới mua sắm được, anh nỡ tiêu xài trong những cuộc truy quan. Anh biết rồi. Em ơi. Dạ. Em biết vì sao mà Tết năm rồi anh đi đánh bài không? Vì sao vậy? Anh nói em nghe coi. Nói nhỏ thôi. Anh nói đi. Anh Kim Tiểu Long rủ anh đi. Hả? Anh Kim Tiểu Long anh rủ anh đi đánh bài hả? Anh nói giỡn thôi, chứ anh Long anh không có đánh bài. Anh dễ thương lắm. Tuổi tù mà sao bán. Anh chơi cái khác không à? Hả? Anh chơi cái gì vậy? Nói chứ em biết làm sao không? Dạ, vậy anh sao? Anh nói em á, không có được giận nha. Dạ, anh nói đi. Em biết sao không? Sao nè? Tết năm rồi cũng vì coi bói, ông thầy coi ông nói anh lên hương trời cho. Mạnh tay anh đánh tiếng lên, sắp tám bài cào chơi chi cũng gom chăn số ta làm giàu. Ai đâu ngờ đem đi cầm dây chuyền, rồi đồng hồ rồi cầm luôn té. Tết năm này không thèm đi đâu hết, vì đã có em đem lại yêu thương. Được anh em không ngăn cấm giao du, rồi xóm bạn bè trong ba ngày Tết mừng quân quay về. Ba ngày này đi ra đường gặp bạn bè là sai, mềm ở nhà vui hơn. Thôi đi, anh đừng có nịnh quá đi. Anh nói thiệt mà. Tết mà ai bắt anh ngồi ở nhà uống rượu? Chứ sao, đi nhậu. Ngoài cái việc đi thăm ông bà cha mẹ, anh còn phải chở em đi hát kênh ca cổ kiếp tầm nữa chứ. Kênh ca cổ kiếp tầm là mấy số sau nữa mới mời. Dạ, nhưng mà anh còn phải chở em đi sở thú nữa chứ. Em còn thích đi sở thú nữa hả? Dạ, em thích đi sở thú. Trời ơi, anh biết rồi. Và cũng để nhìn quang cảnh thành phố thân yêu
bên mai sắc vàng năm cánh như môi em cười chan chứa cả vườn xuân. Nhớ lại ngày nào mình mới quen nhau, anh cũng tặng em nhành mai nở rộ. Với lời cầu chúc năm nay nhiều may mắn để xuân năm sau hưởng hạnh phúc. Anh không thèm kêu mực vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi xì nê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì sao nào? Vì đã có em đem lại mong đợi tu thêm vào lòng người chan chứa mọi niềm. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Bài ca Tết này anh viết tặng cho em với lời yêu thương nhân dịp xuân về. Môi em thơm tựa sen hồng, anh tìm vị ngọt hương nồng. Chưa chờ. Dạ thưa bà. Ông Kiều, ông làm ai? Thưa bà, tôi là một kẻ ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày à? Vậy mà tôi cứ tưởng à, ông cần gì bạc tiền hay cơm gạo? Tôi tuy là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây dụng ý không phải khất thực hàng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi chỉ muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cấm ngay! Gã ăn mày hỗn láo, ngươi là ai? Là ai? Bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này. Hả? Dương Thảo Lan, Thần Bảo, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan, đừng, em gian anh cho tới gần Bảo. Vì sao? Vì sao em lại muốn lánh mặt anh vậy hả? Vì sao? Vì sao? Bảo ơi, tại vì bản thân giờ đây quen nên đành phải quay lưng cúi mặt trốn chạy người xưa. Như Thảo Lan, để cô quên đi chuyện tình tù tâm tôi. Tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi thương phải nắm chờ tháng đôi.
làm cho lợt hồng mỗi thắm mắt biết kém xanh tóc mây và dời bao nỗi nhớ niềm thương rai rứt con tim làm cho ai ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh chày thắt thèo thương cho đời qua lạnh lẽo chốn cô phòng trần bao thảo lan ơi nàng là hơi thở đời tôi là giọt máu dương tim hồng dưới những trận rối đòn nát tan thân xác nhưng cũng đâu bằng trái rứt ở lương tâm tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân nên sau khi thoát chớ tôi trở về đây để tìm người yêu cô nhưng có ngờ đâu lầu mong ngày xưa giờ đâu còn nữa vì người của tôi yêu đã rẽ lối ân tình. Trần Bảo, Trần Bảo ơi xin anh hãy hiểu chưa lại ánh trăng kỷ niệm năm nào cả lại xác bơm dưới cành lan. Lúa mà nay trở thành một đồng đốc phu nhân. Bà ơi cho đến hôm nay thì tôi mới biết tôi lầm khi đem lầu vàng yêu đương xây trên bài cát. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhan sắc nhưng nào ngờ bà vẫn vui cười trên gấp lụa vàng son. Trục bóng thôi xin dính biết ba. Hồi nãy chị Hai chị qua chị nói gì vậy mình? Anh Hai anh có vợ nhỏ. Trời đất ơi, anh Hai anh già vậy mà anh còn xanh tật ha? Thì già mới xanh tật, chứ còn trẻ thì sao? Chứ hồi đó ông cũng còn trẻ vậy. Chuyện đã 20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì? Không nhắc thì ông cũng nhớ đó. Chiếc nhẫn cà rá đó, các hai chữ HL. HL là tên của ai? Có phải Hương Lan, Hương Lan không? Rồi bây giờ bà muốn tôi dục bỏ chiếc cà rá này hay sao? Nhưng mà tôi nói cho bà biết nha, dù tôi có dục bỏ chiếc cà rá này đi nữa thì nó vẫn còn cả trăm cả ngàn chiếc cà rá khác trong lòng tôi đó bà. Ai không biết mà ông còn quảng cáo. Ông làm sao á mà ông quên được mẹ con đó? Chỉ có mẹ con tôi nè. Ông muốn quên hồi nào á là ông quên hả? Bà đừng có nói cái giọng ông Hồng đó nghe không? Con nào cũng là con của tôi, cũng là dòng máu của tôi. Chắc không đó. Còn Lan nó cũng quá trời, nó mới đụng ông đó. Trước đó nó lấy ai tôi biết hết ông à. Cái ngữ đó mà là cô giáo. Con gái á đặt tên Trường An, con trai á thì Long Hồ. Chữ nghĩa giỏi quá mà, đặt tên để làm kỷ niệm mà. Thì con của tôi thì tôi đặt tên, chứ không phải ai đâu. Nhưng mà cái ngữ đó, hễ con gái á lớn lên á thì làm gì, còn con trai á thì ăn cướp. Trời trời, thôi bà hãy nín đi chứ đừng làm con nói gió thêm lên. Chuyện có thì nói, chứ nói gió cái gì.
vợ chồng già mà bà chưa để cho tôi yên. Chuyện đã 20 năm cũ mà bà khui lại như mới nguyên. Già cũ mà vẫn còn ghen hả? Tôi á thì tôi không có ghen, mà là tôi giận. Cũng tại mẹ con buôn lán á, mà mẹ con tôi lần đần. Thế ông mà còn đeo chiếc cà rán là tôi còn nỗi khổ trong lòng. Còn như đến ngày thiếu thốn tài bế tay bồng, cha thì thịt cá có thừa, còn con chỉ ăn toàn là tương giao. Bà bắt lỗi tôi thì bà thấy nhớ tới lỗi của bà. Tại sao tôi bỏ nhà đổi xuống Long Hồ để xa tỉnh Mỹ Tho? Trời ơi, đàn ông nào á có vợ bé á cũng đổi thừa là tại lỗi của vợ lớn á. Phải rồi đó, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nó nghe hết đi. Mỗi lần mà tôi nói nặng tới nó là ông nhắc chuyện cũ à. Ông là đàn ông mà ông hẹp hòi lắm. Bà khóc làm gì? Hễ mỗi lần có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc đã suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần thấy bóng ngô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quét bánh phòng rộn rã đón xuân sang. Hễ mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngại thấy nhà chợ Trường An là tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lương. Nhớ tới bóng dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời khỏi Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đầm bọc cho mẹ con bà. Mới đó mà đã ngót 20 năm giấu biển, tôi không hề nhận được tin tức của người xưa. Không biết mẹ con nó còn sống hay đã chết. Bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình, đối diện với lương tâm. Phải đâu khi tuồng vừa bách bến xong là tôi đã chấm dứt tình thâm khổ tơ. Thì khổ lắm ông à. Hồi ông say mê nó thì quá nghèo quá khổ, tôi có xuống đó mấy lần. Thiệt tình là tôi tới xin ông chút đỉnh để nuôi con. Vậy mà ông đối xử với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng bâng quơ, những lời trống trải. Tôi nhiều khi tôi tự cho hả lòng, nhưng mà tôi kịp nghĩ ghen làm sao cho đừng xấu hổ ông chồng. Ông không nghĩ tới tôi mà tôi vẫn nghĩ tới ông. Ông làm cho con Lan nó được mời kinh khi người vợ lớn. Ông mà trồng trầu thì phải gai làm trai ai vợ sâu ông tương công đồng. Chim quyên cò ngăn trái nhãn, lòng lia thia quen chậu sao vợ chồng ông vội quên nơi. Có nhiều đó mà bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
ông cứ nhắc tình thăm phụ tử. Cô hồi nhỏ tận nhân với con nghĩa nó sướng lắm sao? Nó sướng cái tình tận hiếu nó đâu có chết. Nhưng mà hiện giờ tôi vẫn ở đây với tuổi nhỏ cho đến ngày tôi nhắm mắt nè bà. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào. Sống có được ấm no, chết có yên mồ màu. Trong khi ba của nó thì lên xe xuống ngựa. Một cũng ông cò, hai cũng ông cò. Ôi ông cò là người cầm cân nảy mực, nhưng đối với các con tôi thì lại có sự bất công. Quận này nè, tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, nhưng mà trong lòng tôi thì không hề có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi cứ bạc thêm nhiều, vì tôi mới 50 mà ngổ ngang trăm sự trăm chiều. Ai bị hút đeo bông chi? Còn về ở với bà, suốt 20 năm nay bà ghen đủ 7.200 lần. Trời đất ơi, ông thù quán gì tôi mà tính kỹ vậy? Ghen cái gì mà ghen 7.200 lần? Chứ không phải hay sao? 1 năm 12 tháng, 20 năm nó là 240 tháng, mà mỗi một tháng 30 ngày, như vậy có phải là 7.200 ngày không? Ghen gì mà ghen muộn, ghen màng, ghen nguội, ghen lạnh. Tôi ăn bánh bông lan bà cũng nói ăn để nhớ người xưa. Cái gì? Tôi mua mấy cái lẳng phong lan tôi treo trong nhà cho nó đẹp, bà cũng nói ăn treo để nhớ người xưa. Đúng rồi. Rồi đến nỗi mà anh Long anh rủ tôi hát cái bài Lan và Điệp, tôi cũng bị sượng nữa bà. Có cái chữ lan trong đó là tôi sượng à. Bà mà ghen thét nha, tôi đâm đầu tôi vô vô đâu? Vô đâu? Vô một bà thứ ba nữa coi bà còn ghen với má con An hay không cho bà biết. Trời đất ơi, đố con nhỏ nào dám á. Trời ơi, con nhỏ nào ba đầu sáu tay nhào vô thứ coi. Trời ơi, nói tới là ông Bình, nói tới là ông Bình, Bình cái tôi giật chồng người ta. Trời ơi, ông mà Bình nó hoài, tôi tự giận tôi chết cho ông coi nè. Tôi tự giận tôi chết cho ông coi nè. Bà làm gì vậy? Đâu rồi, đâu rồi? Bà làm gì vậy? Tôi đi kiếm con dao. Kiếm dao chi? Trời ơi. Thôi, chết dao nó bày nhầy lắm. Súng đây nè, bà làm gì làm đi. Ông bắn tôi đi, ông giết tôi đi. Anh Long cho em mượn cái súng coi. Bà đứng yên nha, tôi bắn thẳng vào bàn tay bà một cái cho bà biết tôi. Nè, 1, 2. Quỷ à, trời ơi, lần tôi muốn đứng tim à. Bà ghen lần này nữa là 7.201 lần rồi đó nha. Trời ơi, tôi biết rồi mà. Ông này sao cứ phá từ hoài à. Thôi, khách khứa tới rồi, có anh Long anh ngồi đây, để tôi uống nước trà với ảnh. Còn bà ra sao nấu cơm đi, rồi mai ghen tiếp. Thôi, để tôi vô nấu cơm. Dạ hết. Lan, thôi, tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi, đừng nói gì nữa hết. Tôi khóc đây nè, không thấy sao mà những giọt nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì, có nhầm gì tới ai nữa đâu. Em khóc đi, không nữa đi Lan. Nếu mỗi giọt nước mắt em rơi làm dời đi một phần nào trong lòng anh buồn tôi. Nếu dòng lệ kia của tôi xóa được kỷ niệm của những ngày đi, bảo rằng
em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng nhớ là cả đời em dương mang vào vòng cô lầy. Nhưng thôi Lan ơi em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn ấm gian trong gió ân nghĩa nắng quần vai mà anh đã vội giống tình. Trời ơi tôi biết nói làm sao cho Lan hiểu được lòng mình. Đối với Lan tôi là người bạn tình bạn nghĩa, đối với bác tôi bên nhà tôi là một kẻ giống ân. Thà cơm ăn cơm nghĩa còn dính được kẻ răng, chớ tiếng nói người thương còn dương trong hơi thở. Trời ơi tôi là kẻ ngu si khờ dại, đã làm nát lòng Lan còn gây khổ lụy cho bao người. Kiếm vợ giàu vợ giỏi, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tóc tươi. Còn tôi như cuộc đời đã gửi trao, nên cả ngày tôi thủi chịu lo chuyện nhà, sáng gánh hàng ra chờ mà mắt không dám nhìn một chàng trai, tai không dám nghe một lời tết nên. Chiều qua bên đây hộ mẹ miếng trầu, ngày ngày bắn đốt ngón tay tính từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thu. Nhưng từ nay thì hết sợ lá bàn rơi, tôi mong con ve sầu trên cành me cao dòng. Tôi đợi mà ra bốn ngó mong đôi hồn gần con đò. Lan, em có biết mỗi lời em nói như là kim châm muối sắc? Em có biết là tôi cũng đau khổ đến mức độ nào không? Bác ở bên nhà đã hiểu mà tha thứ cho tôi. Tôi xin Lan đừng hờn, đừng giận nha Lan. Không, tôi đâu có dám giận, có dám hờn, có trách móc ai đâu. Còn không bao nhiêu ngày nữa là tới bữa đón dâu. Tôi giận rồi nên tử tế với người ta, vì người con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Không biết rồi, tới bữa đó tôi có qua được bên này, tôi phụ giúp một tay, hay là ở bên nhà một mình rồi tôi khóc Lan. Khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi sao duyên phận bé bàng. Nước đã theo dòng ra biển đông bát ngát, mà đám lục bình còn trôi dạt lòng. Có lẽ số phận của chúng ta là như thế đó. Tôi xin Lan, đừng hờn, đừng giận nghe Lan. Phải rồi, cái số phận của tôi nó như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần
tiễn người ta đi. Lần còn lần này tôi không bao giờ còn đón người ta về với tôi nữa. Anh đừng nói gì nữa. Anh đi đi. Lần anh đi đi. Lần vào đò rượu nồng đưa sáo sang sông. Sao ơi sao ơi sao sáo rộn lòng nên sáo sang sông để người ngơ ngác trong mong để cho người tan nát lòng. Ve sầu gọi hè trên nhánh mê tây. Gió thu chưa tới nhưng lá rơi đầy. Mà rồi ai đã đi xa để tình đôi ngã đôi nơi phố hồ. Mình đã thật sự xa nhau rồi. Bên